ngày này cứ chiết ngày đập ram cả khai sanh chnam rok ca bang bát sa Phật sa kara chi phan pram roi sam sa pram pi sai áp sam lên thua ni chặt đục ha chiết sai áp sam lên thua ti đập bấy khăn ông chnam sắc sa ni tại ni chiết ca sam đay pracham ngày pracham khai nơi Wat rum duel hai bátam bong. Yet nhóm bột bói sát ong lai nơi knong maha satapatan a sot dial brehdonian bột kia. Prong trung sâm dying chai chia bắp bé chan bắp bé ku chia ka tuyên smart day rút ha chia ka aoi nơi a wad pratien nơi a nook sát a nơi đó bút bò rỉ sát ai miên sợ tệ miên xam bạch chìa nhẹ miên sợ đây chìa hiếm còn chặt bong nư tục tô cư kỳ lê khăn ông rụp riêng cai ni anh để tay thì miên sợ đây bật căn tha chìa tu luôn rư tha chìa dương chìa nẹ đất tây chìa bò rõ chìa sợ trầy rồi hai đời chân này dương đai chìa bút bò rỉ sát cặp bay prarob nơi ở vạt bịa biển bận đau đỏ prakop tận đây preti maha karana độ bó presma sam put nu mau kia rom mau kia ti tăng mau kia thep tận đây hơi mau kia sasra cha độ bó dương tận ở khnề khnông sự mày ní chấm non ní đam bay nừng ban ở ca bằng ao sạch tệ lực sập hiệp này sập hiệp vệ đại bảo ông trung tra sầm đại hỡi chia ca bồi chia đo ở đom bảo sai cùng phu cứ ca bạ để bắt để bồi chia nông phê này chia ca bảo cọp xóm chia mũi nâng ca gia nụ phát sản na sở tất tật thán đại bảo đảm miên bảo phía trung tra sầm đại hỡi nấu nhóm bảo cả rõ na khiêm bát có nâng ban ở ca nông phê này tì này sầm đại nơi khăn ông bà sốt mùi đã xóm đáy đáy bà sâm á sâm bụt đáy nơi khăn ông mạch châm ảnh cây mù lạ bà nà sạc cả bây đó hôm nay dương lệch mập hay cốt chứ mùa mẹ ha tục hạ khăn thở sốt bàn thịt đây thả chia bà sốt đáy xóm đáy ẩm phi cùng nô nơi tục thông nơi khăn ông sạch ở đây này bà sốt này cứ bà đảm miên bà phía bà ông trông sầm đây bà rốt chấm bố khí khẩu tầng lai ông phê cun rư tầm rê rư a nỉ xong rô bò ca mà cun phám hai nâng bà ông sầm đây nhầm phí tố nây ca mà cun phám hai nâng ca lê bong ca rồi loa cháu nơi ca mà cồn pram mà giang tiết bảo ông trung sầm đai nhầm pi cun ông pi tùm rê ông pi a nỉ xong rồi bỏ rút ông pi tô rồi bỏ rút nâng ông pi ca rồi loa cháu nơi rút mà giang tiết bảo ông trung sầm đai nhầm pi cun rư tùm rê rư a nỉ xong nơi về trần ía hai nâng tô nơi về tình yêu nâng ca rõ lo chào nơi về tình yêu tôi cháy bảo ông bảo rốt dốt nơi ca mà con pram rốt nâng về tình yêu này anh chia ca sắp đây nhằm phí a này xong tô nâng ca rõ lo chào bảo hai được cháy xong bốt bò rỉ sát tầng lai tăng chất sát đáp đôi bảo phí hai nâng dốc chất tục đã vì cha rõ na sạch cả đây này thua trâm trâu tam tùm nuông hết hoa đai sập hiếp nây phua tầng ốc nô chia sập hiếp miên khăn ông chỉ vất bạch trăm tháng ngày nơi dân tầng ốc khăn niềm đồng bây chỉ ốc bạc ní sử dập bạch cháy khăn ông ca bẩn lưu nơi bạch nhá trả đăng nơi ở đây ở sạch chạc phua chỉ hương cắt nơi kỳ lê đai chỉ hai bạch cháy nơi vọt đặt tục nơi khăn ông thế cái đây này bảo quốc đại ca này bảo ông trung tra sầm đai thả mà nếu bị khỏi đằng lái cho họ vay đai chia tầm rê này ca mà cấn
nơi khôn ông tầm rê nơi ca mà côn nâng anh bê thờ miên vật phía bà ông có trông tra sầm bành đôi bà ông thêm tiếng bà ông miên ca bình chuyện ông phê ca mà côn tiếng pram nụ tiệt thả nghe vị thọ chẳng lái rụp ấy ná đa cọc bay đăng đau chạc khổ bê thả đăng đau chạc khổ ní nơi khôn ông át thạc thá bê thờ miên vật phía bà ông trong sầm đai dạng này athakathaprata cứ đăng đoi chạc khẩu về nhiên này cứ từ tam sực đầy pet rup tay chìa cu nâng chạc khẩu thấy về nhiên cứ chạc khẩu về nhiên tay đăng tay khơi chạc bác đăng chạc bác nữ rup pa rom nụ bây giờ miên đột thịa tra thả rup đai cọp bay đăng đoi chạc khẩu về nhiên nụ ấy đại diệt ti bạch na đại diệt ti tre o đại diệt ti quạp chết đại diệt ti ri rìa prokop tật đau cam diệt ti tăng ni đầm rễ sầm lên đại cọp bay đăng tật đau sao tạ vị nhiên đại diệt ti bạch na diệt ti tre o diệt ti quạp chết diệt ti sầm lăng ri rìa prokop đau cam chỉ tì tăng nây đầm rê lân đai gọp bay đăng đòi khiên ở bình nhiên đai chỉ tì bạch ná chỉ tì trê o chỉ tì gọp chất chỉ tì sở lanh rì rìa bạch gọp đòi cam nâng chỉ tì tăng nây đầm rê rô đai gọp bay đăng đòi chiều ha bình nhiên đai rô nô chỉ tì bạch ná chỉ tì trê o chỉ tì gọp chất chỉ tì rì rì sở lanh nâng bà gọp đòi cam chỉ tì tăng nây đầm rê hát hát bế chỉ ếch thả rõm đai chỉ tì bà thả ná chỉ tì trê o chỉ tì gọp chất chỉ tì rì rì sở lanh bà gọp đòi cam chỉ tì tăng nây đầm rê mà nê vị khọ chẳng lái ní cứ chia ca mà cồn trầm cứ rụp sầm lên lần rồi nâng phát thập bẹ nô ấy đại chia ếch hà rõm cứ ở rõm chia tì bạch ná rứ chia tì trê o chia đào nâng ấy nông á thạ gật hà ba mình chia bạp thạ xông bây miên ca quạp chất đòi lô phẹ tới đây rứ có toa chất đòi tô xạ tới đây tay chùm phua à rõm nô nơi tay chỉ ếp hà rõm, nơi tay chỉ ca mà khốn giang đình anh. Mà nếu bị khó chẳng lại, thì cái đây sốc xong mà nó để ca miên bố hỏi say nơi ca mà khốn trăm ní, ní anh cứ chỉ tổng rê, chỉ a nì xong, rồi bó ca mà khốn trăm. Nhất nhóm bốt bó rỉ xa chẳng lại, có bây nâng ban phải chạy chạy bá, chùm bố. Tầm rê rư a ni xong rồi bó ca mà khôn chẳng phám cứ sầm mây na đầy sắc sau mà nó ca lăng cứ ca sập bay rì rì bà góp đôi sau mà nó sở về tình nghĩa cứ chỉ lô phía chết ở sắc nâng ánh khăn ông sầm mây nó cứ tha mâm ở miên ca vùng vệnh phlex sở lãnh đôi ca rì rì phlex lớn rồi hai tài miên rụp xâm lên kê lên rô phát thập bẹ nụ anh chìa rõm. Ní chmô tha chìa côn rư chìa a ni xăng rô bó ca mà côn prám. Đại chìa thua mùi tay ca miên xâm rạp bọc quơ đại miên ca vùng vên lịch sạch tệ. Vùng vên lịch sma rạc đầy. Tay miên chìa thăm ạ đà. Rồi hai tha. Ní cứ chỉ áo này xong rồi bỏ ca mà cún rồi thả bởi ca mà cún trăm nâng ấy mình miên áo này xong thế cơ sát lốp mình miên ca chọp chùm phía đây chia ca để dân cọp bây nâng ban sắc xa nơi bệnh phút ở sắc xa hỏi ban chứa ơn hỏi ban chứa hay miên ca rồi lực đăng ông phí sập tiếp này xong ca rồi thú đây mình tìm rồi thả xong khá là thua xung bay miên lệ thần nạ miên bọc hết chỉ sốc sau mà nó tùm rê trê trả áo giang na cả đói tay cực xong khá là thua thùng ó sất tới nơi khăn ông ẩm nạch nơi ca phát đô prai prui mình tiếng tọt
របស់ណាដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់របស់នោះគឺជាទុករបស់ណាដែលជាទុករបស់នោះមិនមែនជារបស់យើងទេព្រោះមានការអស់ទៅសាបសូន្យទៅមិននៅក្នុងអំណាចបង្កប់ពីជាសឹងមិនមែនជាទូខ្លួនរបស់យើងគឺសូន្យចាខ្លួនយើងនិងសូន្យចាវត្ថុជារបស់ខ្លួន ទាំងសភាវៈនោះក៏សូន្យចាទូខ្លួននៃសភាវៈព្រោះត្រឹមតែជាផលនៃបច្ច័យមានតែព្រះនិព្វានទេដែលឈ្មោះថាសព្វិតព្រោះថាមិនមានសង្ខារៈធัวដែលកើតឡើងប្រែប្រួលមិនមានសង្ខារៈធัวដែលកើតរលត់មិនមានសង្ខារៈធัวដែលត្រាំមិនបានព្រោះការកើតរលត់មិនមានសង្ខារៈធัวដែលមានការសាបសូន្យទៅអស់ទៅដោយមិនមានសារៈខ្លឹមសារ ដូច្នេះគឺនិព្វានបត់គឺជាបត់នៃសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងនេះទៅមានឈ្មោះថាជាសុខពិតគឺជាបរមសុខព្រោះហេតុដូច្នេះកាលណាបើនិព្វានជាសុខហើយសង្ខារធัวគឺជាទុក្ខតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះជាទុក្ខសច្ចៈជាទុក្ខលក្ខណៈឯសុខសោមនស្សគឺគ្រាន់តែជាប្រភេទនៃសង្ខារធัวប៉ុណ្ណោះព្រោះតែមានទុក្ខតោមនស្សដែលជាលក្ខណៈដែលជាប្រភេទនៃសង្ខារធัวម្យ៉ាង តើមានប្រភេទនៃវេទនាដែលជាសុខសោមនស្សហើយធម្មតាមានសុខមានសោមនស្សក៏ត្រូវតែមានទុក្ខនិងទោមនស្សដែលបុគ្គលអាចដឹងច្បាស់បានព្រោះមានលក្ខណៈទុយអំពីគ្នានេះជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃសង្ខារធัวតែប៉ុណ្ណោះឯងតែថាបុគ្គលដែលមិនមានបញ្ញាបច្ចៈច្បាស់នៅទុកទោសនៃសង្ខារធัวហើយមិនបានទម្លុះនៅសង្ខារធัวឲ្យបានប៉ះពាល់ នៅសន្តិលក្ខណៈគឺបត់នៃសេចក្តីស្ងប់បានដល់លក្ខណៈនៃព្រះនិព្វានទេនោះក៏រមែងមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងស្វែងរកតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងលោកនៃឯងសឹងថាសេចក្តីសុខនោះមិនទៀងទាត់ប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏នៅតែខំប្រឹងស្វែងរកព្រោះមិនដឹងថាសេចក្តីសុខពិតនោះយ៉ាងដូចម្តេចព្រោះមិនបានស្ដាប់អវតារទូមានពាក្យព្រានប្រដៅរំលឹកដាស់តឿនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមនោះឯង ប្រហែលយ៉ាងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលដែលមិនទាន់បានស្ដាប់នៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងក្រោយអំពីបានស្ដាប់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយនោះរមែងមានការយល់ដឹងខុសគ្នាមិនដូចគ្នាទេនេះគឺជាប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌ប្រហែលយ៉ាងនេះការបញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានពិចារណាឃើញដល់ប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌ហើយក៏បីប្ររូបនៅសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមនឹងអត់ធន់ ដើម្បីនឹងស្ដាប់ដើម្បីនឹងពិចារណាសិក្សាបរិបត្តិតទៅទៀតប្រយោជន៍ដើម្បីរំដោះខ្លួនយើងចេញចាកអំពីចំណងនៃលោកីកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសដោយតែបទថាដូចជាដំរីដែលកាត់ផ្ដាច់នៅខ្សែចំណងហើយត្រាច់ចេញទៅយ៉ាងនោះឯងជាបន្តទៅទៀតនេះព្រះដែលមានប្រភាវនៅក្នុងមហាទុក្ខខណ្ឌសូត្រព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមនីយវិខទាំងឡាយ ចុះអ្វីជាទោសនៃកាមគុណទាំងឡាយនោះមនីយវិខទាំងឡាយគឺក៏លបត់ក្នុងលោកនេះមានការប្រឹងប្រែងស្វែងរៀននៅសិល្បៈមុខវិជ្ជាប្រកបរបរអាជីវកម្មទាំងឡាយផ្សេងៗហើយក្នុងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅកាមគុណនោះ ក៏បានជួបប្រទេសនៅការបៀតបៀនអំពីត្រជាជួបប្រទេសនៅការបៀតបៀនអំពីកម្ដៅជួបប្រទេសនៅការបៀតបៀនអំពីសំភោះនៃសត្វតូចសត្វធំទាំងឡាយគឺរបោមុខខ្យល់ឬក៏សត្វពស់អាសេរពឹសទាំងឡាយផ្សេងៗហើយក៏អាចដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ព្រោះការស្រេកឃ្លាន មនីយវិខទាំងឡាយនេះគឺថាជាទោសរបស់កាមទាំងឡាយដែលត្រូវឃើញច្បាស់ទាន់ភ្នែកក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយខ្លួនឯងជាគំនួរនៃទុក្ខធំនេះឯងគឺជាមហាទុក្ខខន្ធៈគឺជាគំនួរនៃទុក្ខធំព្រោះអីព្រោះមានកាមជាហេតុមានកាមជាទីតាំងមានកាមជាគ្រឿងផ្ដួចផ្ដើមនាំឲ្យកើតផលមានកាមនេះឯងជាបច្ច័យ ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមសេចក្តីពិតសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងការស្វះស្វែងរកនៅរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតភៈដែលរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតភៈនោះប្រកបនៅក្នុង
mẹ pra rương sầm phê rẽ bông bích nâng sầm phê rẽ chẳng lái xên tiệt chìa ca bạc quát lớn nơi ca mạc quân pram kì rút sầm lê lân rô nâng thọ thập vẹn nụ anh bọc quân đây sở lãng cho chùm vẹn nâng phát nâng song kha chẳng lái để miên bình nhiên cái đấy mình men bình nhiên cái đấy có bước để chấp chấm bẹ chấm phù rúp chấm lên khấn ruột nâng thắt thắt bẹ phần nóc ba mình chấp chấm bẹ chấm phù rúp chấm lên khấn ruột thắt thắt bẹ thế mình ai chẳng coi bàn tha chấp chấm bẹ nâng trắp chấm bắt chấm thế đấy để men bình nhiên rứ có sát song kha chẳng lại trên tiết sông bay men bình nhiên rứ có ắt bình nhiên nổ thai tại nơi mau ông bị ca mà quân pram cử rút sầm lên lên rồi hoạt thập tệ đại chiết ti pratna chiết ti treo chiết ti quạp chất chiết ti sầm bay ri ri bạc cọp đòi cam chiết ti tăng nơi đầm rễ rồi hết dạng nu bọc cơ vùng ven chấp chấm tệ có xoay rồi nơi rồi bao tầng ao nu đại bạc cọp chia vật hộ miên vị nhiên năng hoa vị nhiên hay co làm anh ban chiu pratia nơi sự cái đây tục tầng lái đây chia cùng nô tục thông cứ xịt cái đây tục đây cao bao công phi xịt cái đây lủng bạ cay hơi nâng xịt cái đây tục đây cao bao công phi lủng bạ chất đôi bạc cao sền sền bệ sa ma sa phu tử ông trung ta sẩm đại chia bản to từ tiệt nơi cùng nô nơi tục thầm này hà mà nè phi thọ tầng lại cao để con lò quất nô xoay ngược nơi cao mà côn giang này hơi cao đai mình ban nơi cao mà côn nô đôi bồng non này ca xoay ngờ rộp có miên thì cái đây tục lùng ba chẳng yết chẳng o tan tăng nên đo nơi thì cái đây cụ trung vùng vên tha o thì cái đây chia diêm rồi bỏ ạt mà anh mình bàn phò thì cái đây prăng prai như rồi bỏ ạt mà anh mình bàn phò lời hơi có bàn đo nơi thì cái đây tục tô mà nó mà nếu bị khó chẳng lại, nên ai hay chỉ tốt rồi bỏ cam chẳng lại. Chia cùng nô này tục thông, để trời khơi cho bác thân ông phát triển bọn toàn này đòi thân luôn anh. Rồi, miền cam chỉ hết, miền cam chỉ tí tăng, miền cam chỉ khương đuôi bắt đầu mới cả thật, miền cam chia phải chảy. Xông nhiệt nhôm cùng nọt đăng nữ tốt rồi bỏ cam chẳng lại, để ai khơi cho bác thân ông phát triển bọn. Khoa đại bộ phật tư đồng bay rùm luật rùm lê nơi kỳ lê miên sạc ca dẫn tích hệ chế đám cư ca bộ phật tư nơi bảnh nhá hân ông ca cùng nọt đăng nơi sát chạy phù đôi chê nê tô khổ bò cam tương lai ní đại bệnh xam phút ruông xâm đại hơi chứng chế sát chạy phù hân ông chỉ vết nơi sát lô chế sát chạy phù hân ông chỉ vết tạch chạm ngay nơi dân đồng ọc nê nê anh dân tay ban chú bà tiết chú bà sắp bác phở nơi tốc rộp bó cam đằng lại để cao niên bó cam đằng lại đằng anh chỉ tốc bó chỉ hết đuôi bà đám năm ở cao phở nông chỉ vật dân rõ ngày này nhiệt nhóm ai nâng bị cha đoàn ác hơi ban hơi đòi ca phân phanh xoay rộp ai nhận ban tùm lãnh đôi dịch đầy vật ná đo nơi kỳ tốc cả na bởi nhiệt nhôm tự tu đăng thà ni chiết tham mà tha tề tá pro vi chiết tô hợp bọc cam cả na bởi nhiệt nhôm cũng nát đăng dạng đấy sôm bay chỉ cái đây tô nô ca miên chấm phu luôn anh cái đây ca miên chấm phu bọt phi ở dưới xoa mây côn chay nhiệt mật cái đây còn nhiệt nhôm tăng nơi khôn ông chỉ cái đây ngọc đai pro ban cũng nát đăng thà ni vi chiết tham mà tha tề đại nhiệt mốt đại nhiệt mật bong ôn côn chay cao nơi chỉ cái đây tục lủng ba pro xoay như độc lập thực bạc miền bàn nô cứ tha chiết tô độc bạc cam để bia sam cốt trung và ca tầm đài hơi chiết sát chạ thổ để miên vật bờ nhiệt nhau miền bàn đó là lực đó là va tu miên priên và nai độc bong bia sam sam cốt tế rư tha miền bàn ấp rong pà nhà cùng nát đăng nơi sát chạ thổ để cao miên chiết song tha là thổ pro hai pro phải chay để hai tờ chai nấu tay ngang song kha là thua chụp pha lại cao tế nhiệt nhôm tay miên thì đấy tục lùm mạ chừng ít chừng ở sông bay thả mình chụp buộc luôn anh để xoay nốt trọc chụp mặt mình ban đâu thế có sân miên thì đấy tục chụp buộc con trai đường lại đài miên thì đấy tục lùm mạ xoay nốt trọc chụp mặt mình ban đâu thả ở con anh nhào ấy có lùm mạ về tờ niêm mà lấy rốt tờ tu tiên đi mình ban rô nu mình ban khát múc khát cao lùm mạ rồi hêm rồi ham miền ở đây chỉ chăm của quân côn chảy
nhiệt nhôm có đo nơi chụp đây tốc lùm mạ đời luôn ai tiệt nơi có pro thì nhiệt nhôm miền con hơi có chiệt tốc rồi bọc cam sầm rạp nhiệt nhôm hơi có chiệt tốc rồi bọc cam sầm rạp còn trái rứa nhiệt mệt bằng ôn thể gì xòa mây nụ đại rồi hai từ trên này cứ chụp đây tốc đừng ở để cam miền đôi tập hết dạng này sân chiệt tốc tốc đại miền cam chiệt hết miền cam chiệt tì tăng miền cam chiệt thương pro trăm năm ở cao phao lần này ca nhiệt nhôm ban cầm nát đăng cho ba dạng này nhiệt nhôm mua thả miên ca cầm nát đăng nơi tốc cỡ sạch bờ phanh nhà bờ bờ tư dạng này hơi nhiệt nhôm đằng bàn đo nơi dưới đây tốc ngọt hơi miên sạch kia chưa đào ca tra đăng đằng tra sầm đáy rồi bóc phết sầm áo sầm phật hơi phanh nhà đằng ca lê băng nơi kia lấy chẳng lại trên trên co bờ bờ tư chia bạ rỉ nhà tam lủng đạp ní cứ bờ giao nhị ca sạp thua hơi nâng bờ giao nhị ca bị cha rồi ná vô cho chết dưới đây này thua nằm mọc nơi sạch đây sọc ngọc nông dị vết bị chạm ngay nơi nhiệt nhôm rồi thầy dân từng ở khnê ban rồi nơi khao một lúc nấy ao vát presama sam bột đai chia ao vát thay tha bầm phớt miền ở đây pri bờ đồi ban rồi nằm mọc nơi đầm náo bạ rị bát sầm rạp dân rồi khnê đai đầm náo bạ rị bát nốt bờ sao bầm phớt bờ ban liền nơi kỳ lệ chia bẩn to từ tiệt núng, bèn đầu miên đầu kia, bờ ông trung tra sầm đầy, tham mà nêu bị khọ chẳng lại, pro miên cam nừng anh chỉ hại, pro miên cam nừng anh chỉ tì sằng, ta để con lọ bọt nô xoay như rốt cọp sầm mắt ban mọc hơi đô chia sạch đây bờ thật nà, cọ đo nơi sạch đây tốc tô mà nó thả, xôm cầm ao bờ ria chia mọc rập dốc nô cọp sầm mắt anh lơi. Xôm cùng ai bề rìa chia mau có rớp dốt nửa trọc xâm bắt rồi bỏ anh lời xôm bây cháu có cùng mọc lùi cùng mọc lon trọc xâm bắt rồi bỏ anh lời lớn có cùng ai chê tức có cùng ai lịch vẫn sắp cháu tư xôm bây chuân thằng lái đai minh chỉ ti sử lãnh tinh chất rồi bỏ hạt mà anh có cùng mọc tự tui nửa kê mô rồi đọc rồi bỏ hạt mà anh lời ca bỏ cô nô miên thì cái đây tốc tô mà nó lùm ba chẳng yết chỉ ngó cái đông ca hai là xa nơi trọc làm bắt tài rốt ban màu găng ấy ca nó vừa rìa chia của ban rớp dục tư vừa rìa chia của ban rớp dục tư trao trong ngoài của ban lùi chlân lơi của ai chết tức của ai đích bình phát bóng tư thêm tiếng phụ chuyên đai mân chả ti sẽ lành nô mọc tự tu nơi kê mơ rõ đoạn nô tử thiệt mà nê vì thọ chẳng lái sai cận đây tốc lủng ba chẳng yết chẳng o tam tăng men cọ ban bằng cao lan cuộn trung đo nêu trước đây vùng ven lịch mà đầy bật tới đôi và rẽ thê và nia ca dung riệp rập sắc sắc sùa sau sắc sùa đôi và ca sền sền ni an chật tô hợp bọc cam chẳng lai để tới khơi chất ba khăn ông qua chợ bần toàn nay đòi luôn anh chia cùng nô nơi tục thông pro miền cam giải hết miền cam chỉ tì tăng miền cam chỉ trương pro đôi đang bằng cát ao miền thoa pro miền cam chia bạch chảy hiện nhiều ông phật bảo xa tầng lại thì cái đây nơi pro phật ca nơi miền át thì nơi miền át thành nơi pì ro chẳng anh nhập rạp nhớ chỉ niệm miền sạch kia nông pro phật sơ sơ sạp ai pro mui ẩn lơ đòi ca dục chất tục đại ập rong bảy nhà tầm rong khăn ông sắc chặt khua để miên ca bỏ gót khăn ông chỉ gật để chạm thế này pro hai đôi chân này nhiệt nhôm nâng ban tờ tui nơi bỏ giáo chư chỉ đây tập ngập cao na bởi miên bớt được ca cao miên chung bình chỉ vật cứ tập tiếp nơi ở râm chẳng lai để ca bỏ gót là ưng nơi khăn ông lốc chăng bỏ mùi cứ chỉ lốc để dân rô nâng cứ tập tiếp đây mình tiên toát tay miên ca ca phạp đô bài pro tư nâng ảnh đôi đại ban chùm riêng khang đa mọ hơi áp thị bài bà kênh chú này chú ca nhật nhớ mình miên rương hai đời vây chùm buộc luôn cả bệnh mến tay thao về ai chấp sẽ tin chùm buộc nẹ đợt tình ca để nẹ đợt tình nụ anh miên ca chú lô bà kênh toa tình khi nê rủ viên đầy chí rủ viên tia xùm banh đăng đo cặp chạc chê bà tích giang na nhật nhôm chìa ở phúc chìa mà đai chìa mê chìa mê nhớ chìa con chìa chào chìa mùi chìa đào nâng cổ miên sạch đây tục lùm mạ thảo miệt đa bây đa ông pro ông say mình nia bong ôn rư bộc cơ đợt tây chỉ nhiệt chia sầm lanh miên thì đây túc miên thì đây lùm ma nông rương dạng này mui nông rương dạng đầu mùi hãy gọi đo nơi thì đây sao đo nơi thì đây triềm crom đo nơi thì đây sắc xua đo nơi thì đây chẳng ít chẳng áo đôi bạc ca đợt tây đôi bạc ca đợt tây chơi ní mau ông pi ấy thà mau ông pi prasya panya cái đông ca cùng nát băng nơi sắc chả thua
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយប្រកបទៅដោយប្រតិករណាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកទៀតគឺថាវាជាទោសរបស់កាមទាំងឡាយត្រង់ដែលអ្នកដតីនឹងឯងកើតនៅសេចក្តីទុក្ខទោសម្នាស់ដោយប្រការផ្សេងៗដោយសារអ្នកដតីរឹបយកនៅដីធ្លីក្តីរឹបយកនៅផ្ទះសម្ដែងក្តីហើយអ្នកដតី នោះឯងក៏ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកឆ្លោះប្រកែកចោះទេគ្នាយ៉ាងណាគឺជាទោសរបស់កាមទេតើកាលណាបើយើងបានកំណត់ដឹងយ៉ាងនេះថាអោនេះហើយជាទោសរបស់កាមធម្មតាគឺថាមានកាមជាហេតុមានកាមជាទីតាំងមានកាមជាគ្រឿងប្រួយផ្ដើមនាំឲ្យកើតផលយ៉ាងនេះឯងព្រោះមានកាមជាបច្ច័យពិតប្រកបកាលណាបើកំណត់ដឹងយ៉ាងនេះថាវាជាធម្មតាទេកាលណាបើមានកាមជាហេតុហើយមានកាមជាគ្រឿងប្រួយផ្ដើមហើយរមែងយ៉ាងផលឲ្យកើតឡើង ដោយសេចក្តីទុកទោមនោះព្រោះតែការហួងហែងនៅរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតភៈដែលប្រកាសក្នុងដីធ្លីផ្ទះសម្បែងឬក៏ក្នុងសំភារៈទាំងឡាយផ្សេងៗនឹងទៅតើបើបុគ្គលមិនមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតភៈដែលប្រកាសចំពោះដីធ្លីផ្ទះសម្បែងសំភារៈអីទេនោះតើធ្វើម៉េចនឹងមានសេចក្តីទុកទោមនោះកាលណាបើមានអ្នកដតីរឹបយកទៅឬក៏ចោលលួចប្លន់ឬក៏ភ្លើងឆេះឬក៏ទឹកលិចជាដើមនេះជាទោសរបស់កម្មទាំងស្រុង ព្រោះហេតុដូច្នេះញាតិញោមក៏បីពិចារណាឲ្យបានស្របគ្រប់ចំពោះប្រពុតិកាទោសរបស់កាមទាំងឡាយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានច្រើនណាស់សឹងតែញាតិញោមមិនបានកំណត់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយចូលរួមនៅសេចក្តីទុក្ខសោកទាំងសេចក្តីទុក្ខសោកមានចំពោះខ្លួនឯងទាំងសេចក្តីទុក្ខសោកក៏ប្រតិទៅចំពោះអ្នកដទីដែលបានជួបប្រសពនៅទោសរបស់កាមនោះជាបន្តទៅទៀតព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅទោសរបស់កាមទាំងឡាយថា មនុស្សវិខតទាំងឡាយព្រោះមានកាមនៅឯងជាហេតុមានកាមនៅឯងជាទីតាំងមានកាមនៅឯងជាគ្រឿងប្រួយផ្ដើមនាំឲ្យកើតផលមានកាមនៅឯងជាបច្ច័យមេត្តាក៏ឆ្លោះនឹងបត់បត់នឹងឯងក៏ឆ្លោះតោះតែងនឹងមេត្តាបេតាក៏ឆ្លោះនឹងបត់បត់នឹងឯងក៏ឆ្លោះតោះតែងនឹងបេតាបងប្អូនប្រុសក៏ឆ្លោះតោះតែងនឹងបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីតោះតែងនឹងបងប្អូនប្រុសបងប្អូនប្រុសតោះតែងនឹងបងប្អូនស្រី មិត្តសម្លាញ់ទាស់តែងគ្នានឹងមិត្តសម្លាញ់កាលបើជន់ទាំងនោះមានការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាយ៉ាងនេះព្រោះតែមានសេចក្តីប្រកាន់រៀងៗខ្លួនក្នុងទីនោះហើយជន់ទាំងឡាយនោះក៏ដល់នៅការប្រហារគ្នាដោយដៃខ្លះដោយដុំដៃខ្លះដោយដំបងខ្លះដោយគ្រឿងសត្រាខ្លះហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ក្នុងទីនោះឬក៏ដល់នៅទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់មនុស្សវិខតទាំងឡាយនេះឯងជាទុក្ខរបស់កាមទាំងឡាយ ដែលត្រូវឃើញបច្ច័យច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នតនភ្នែកជាគំនួរនៃទុក្ខធំព្រោះមានកាមជាហេតុមានកាមជាទីតាំងមានកាមជាគ្រឿងប្រដូចផ្ដើមនាំឲ្យកើតផលមានកាមជាបច្ច័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតិញោមអាចបច្ច័យច្បាស់ចំពោះកាមទាំងឡាយតាមប្រពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាហេតុជាទីតាំងនាំឲ្យកើតមានផលជាទុក្ខជាទោសឃើញទេការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នា នៅជុំវិញយើងក្តីទាំងយើងក្តីខ្លួនឯងដែលធ្លាប់មានការឆ្លោះគ្នានោះគឺថានេះជាទោសរបស់កាមទាំងឡាយបើមិនមានការហួងហែងរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈទេនោះមិនមានការឆ្លោះប្រកែកទាស់ទេគ្នាទេខ្លះឆ្លោះប្រកែកទាស់ទេគ្នាព្រោះតែការហួងហែងនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលអត់វិញ្ញាណមានឡានម៉ូតូផ្ទះសម្បែងដីធ្លីជាដើមឡាក់ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងដូចជាគោក្របីមាន់ទាចៃឆ្មាឬសូម្បីតែកូនរៀងខ្លួននឹងឯងក៏បង្កឲ្យកើតទៅជាមានការឆ្លោះគ្នាសូម្បីតែបងប្អូនបង្កើតក៏អាចឆ្លោះគ្នាព្រោះហេតុតែហួងហែងរូបចម្លែងក្លិនរសផលថាផ្ទះដែលប្រកាសចំពោះកូនរៀងខ្លួននឹងឯងបើកាន់រៀងខ្លួនឆ្លោះទាស់ទេវាយគេបតិចគ្នាបង្កនៅទុច្ចរិតកម្មនៅកាយវិជាចិត្តដែលជាហេតុនៃអបាយភូមិនេះស្អីថា ជាទោសរបស់កាមទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បីកំណត់ដឹងសូម្បីទោសរបស់កាមនោះកើតមានចំពោះយើងក្តីយើងត្រូវតែមានសម្មាទិដ្ឋិព្រមទៅតាមសេចក្តីពិតព្រមថាម៉េចព្រមថាអូនេះតើទោសរបស់កាមទាំងឡាយបើកាមទាំងឡាយមិនមានទោសយ៉ាងនេះទេតើធ្វើម៉េចប្រពុតដីកាជាសច្ចវាចា អាត្មាអញដែលនៅប្រកបសប្បាយរីករាយលើកលែងក្នុងរូបសម្លេងក្រិនរស់ផុតថាពៈនោះទីបំផុតត្រូវបានទទួលនៅលទ្ធផលគឺសេចក្តីទុក្ខទោសមនោះឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាយ៉ាងនេះឯងព្រោះហេតុយ៉ាងនេះដើម្បីកុំឲ្យវាមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះតទៅទៀតក្នុងសង្សារវដ្តត្រូវផ្ដាច់នៅសេចក្តីត្រេកអររីករាយពេញចិត្តសប្បាយក្នុងកាមទាំងឡាយនោះទៅនេះគឺជាការកំណត់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយទៅ